Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo kẻ Daisy. Ở tập trước, Huân Nhi đã xuất hiện cùng với hai vị đấu tôn của cổ tộc quyết đấu với người của băng Hà Cốc và Hồn Điện. Huân Nhi cũng đã xuất ra bá khí sử dụng dĩ hỏa xếp thứ tư Kim Đế Phần Thiêm Viêm đánh bại một đám cường giả hồn tộc. Chúng ta sang tới nội dung của đấu phá thời không phần 5 tập 115. Sau khi Huân Nhi sử dụng ngọn lửa kim sắc tiêu diệt một số cường giả hồn điện và băng Hà Cốc, những người còn sống sót đều kinh hãi và rút lui. Họ nhận ra rằng Huân Nhi thiếu nữ áo xanh còn đáng sợ hơn cả Thiêm Viêm. Mặc dù không cần tấn công chính xác, sức mạnh của Huân Nhi vẫn gây ra cái chết và thương tích hàng loạt, làm cho người đối diện phải rùng mình. Huân Nhi sau đó hút ngọn lửa kim sắc vào cơ thể và chiêu chọc Tiêu Viêm, khiến hắn cảm thán về sức mạnh của cô. Huân Nhi an ủi Tiêu Viêm cho rằng hắn mạnh mẽ nhờ nỗ lực cá nhân, trong khi cô dựa vào huyết mạch tổ tiên. Sau đó Huân Nhi phá hủy trận pháp kính hàn đại trận, làm tan biến băng tuyết và hàn khí, khôi phục lại nhiệt độ bình thường. Một nhóm người xuất hiện vào kho mình hành lễ với Huân Nhi trước khi tàn ra canh gác. Ánh mắt của Tiêu Viêm dõi theo những hắc ảnh này đến khi mất dạng. Sau đó hắn quay người lại, hít vào một hơi thật sâu, lòng tràn đầy rung động. Chẳng lẽ đây chính là thực lực cổ tộc sao? Quả thật vô cùng khủng khiếp. Sự rung động trong lòng của Tiêu Viêm đang kéo dài thì bị cắt đứt bởi một tiếng nổ điếc tai kèm theo một luồng năng lượng lớn ở trên không trung truyền xuống. Phóng mắt về phía đó, hắn thấy hai người Thanh Hải và Thiên Sương Tử đã gần chống đỡ hết nổi với lão già Hắc Y rồi. Lão già kia dù lấy một địch hai thế nhưng vẫn chiếm thượng phong, nên có thể thấy được thực lực của vị Hắc Y lão già này rất là đáng sợ. Tiêu Viêm nhận ra rằng lời cảnh báo của Huân Nhi là có lý. Với địa vị cao ở trong cổ tộc, nếu anh không đủ mạnh, gia tộc của cô sẽ không chấp nhận anh. Hiện tại thì Tiêu Viêm chỉ đủ sức đối đầu với cường giả đấu tôn đỉnh phong, thế nhưng đó vẫn chưa đủ. Anh cần phải nhanh chóng tăng cường thực lực bằng cách tìm diễn hóa. Vốn thời gian gần một năm trước khi mà đàn hội khai mạc, Tiêu Viêm quyết tâm đoạt được tam thiên diễn viên hỏa trên đan tháp. Trong lúc xem trận chiến giữa Bạch Y lão già và Băng Hà, anh thấy Bạch Y lão già sử dụng Nhân Thiên Ấn, một chiêu thức ở trong Đế Ấn Quyết, khiến Băng Hà cũng phải hoảng sợ. Băng Hà nhận ra rằng đối thủ của mình chỉ là người của cổ tộc. Băng Hà nhìn chằm chằm vào cô gái áo xanh, hiểu rõ sự đáng sợ của cổ tộc, một lực lượng thần bí ở Trung Châu. Mặc dù đã đoán được thân phận của Huân Nhi, Băng Hà vẫn không thể che giấu sự kinh hãi. Cổ tộc quá là bí ẩn và mạnh mẽ, với khả năng tự mở không gian riêng. Hiểu được lời cảnh báo của Huân Nhi không phải là dọa suông, Băng Hà nhận ra cổ tộc có thể tiêu diệt Băng Hà Cốc. Trong khi đó, lão già tóc trắng đang tấn công Băng Hà bằng một trường ấn mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh vỡ toang. Băng Hà quyết định đối đầu, sử dụng kỹ năng băng tuôn lực và đống thiên trường để phản công, tạo ra một cuộc chiến dữ dội. Ở trong Diệp Thành, mọi ánh mắt đều tập trung vào cuộc đối đầu giữa hai đại cường giả. Cả hai như là tia chớp va chạm ở trên bầu trời, tạo nên tiếng nổ kinh thiên động địa và năng lượng khủng khiếp, làm xuất hiện những khe nứt không gian dài hàng trăm thước. Cảnh tượng như ngày tận thế khi mà năng lượng bùng nổ cuốn bay vô số cây cối xung quanh. Tiêu Viêm kinh hãi trước sức mạnh của các cường giả đấu tôn, khi mà nhìn thấy vùng trời bị xé rách ra. Sau va chạm, hai cường giả lùi lại, tạo ra các vết nứt đen nhánh ở trong hư không. Lão già tóc trắng sau khi lùi 10 bước đứng vững và cười to, khen ngợi bằng tôn giả. Băng Hà dù chấn động cũng nhanh chóng định thần, thừa nhận uy lực khủng khiếp của Đế Ấn Quyết. Huân Nhi thấy Băng Hà không bị thương, nhắc nhở lão già tóc trắng không nên chậm chế vì thời gian không nhiều. Nghe Huân Nhi nhắc nhở, Lâm lão lập tức cung kính đáp lời. Băng tôn giả lo lắng gọi Thiên Sương Tử rút lui. Băng Hà nhận lỗi với Huân Nhi khiến mọi người kinh ngạc. Thiên Sương Tử nhanh chóng hiểu rằng Huân Nhi và Tiêu Viêm có thế lực đáng sợ sau lưng. Thanh Hà thì phẫn nộ, thế nhưng Băng Hà không quan tâm, nhận ra rằng đối đầu với cổ tộc là không thể. Huân Nhi ngạc nhiên trước sự thay đổi của Băng Hà, rồi quay sang chờ quyết định của Tiêu Viêm. Băng Hà lúc này cũng tôn trọng quyết định của Tiêu Viêm và xin lỗi về sự hiểu lầm. Tiêu Viêm cũng đồng ý không tiếp tục xung đột. Tiêu Viêm hiểu rằng giữa khách khí của băng tôn giả với mình là nhờ Huân Nhi. Dù thế lực của Băng Hà Cốc có mạnh, cổ tộc sẽ không cho phép Huân Nhi vì Tiêu Viêm mà gây rắc rối lớn. Tiêu Viêm muốn giải quyết ân oán với Băng Hà Cốc bằng thực lực của chính mình sau này, không nhờ đến cổ tộc. Nghe Tiêu Viêm nói, Băng Hà thở phào nhẹ nhõm. Ông ta cẩn trọng với cổ tộc và buộc phải rời đi dù không quan tâm. Băng Hà hy vọng ân oán hôm nay không ảnh hưởng đến quan hệ với Huân Nhi. Huân Nhi đáp lại cảnh báo nếu chuyện này tái diễn, nàng sẽ đến Băng Hà Cốc. Băng Hà và Thiên Sương Tử rời đi. Thanh Hải định bỏ trốn thế nhưng bị ngăn lại. Tiêu Viêm thì mỉm cười lạnh lùng cho thấy rõ ý định không để Thanh Hải thoát, vì giữa hắn và Hồn Điện có mối thù không đủ trời chung. Thanh Hải bị hai vị Bạch Y lão già chế ngự, không thể sử dụng đấu khí. Dù cố gắng dãy dụa, lão vẫn không thể nào thoát thân. Thanh Hải nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt hùng ác và đe dọa rằng đắc tội với Hồn Điện là hành động ngu xuẩn. Tiêu Viêm thì không quan tâm đến lời đe dọa và yêu cầu phong ấn Thanh Hải. Thanh Hải cố gắng tự bạo để thoát thế nhưng mà bị ngăn cản bởi hai lão giả Hắc Y. Dù vậy, Thanh Hải vẫn tự bạo thành công, gây ra một vụ nổ lớn. Tiêu Viêm và những người khác phải tránh xa vụ nổ. Thiên Hỏa Tôn giả nhận định rằng Thanh Hải không chết hoàn toàn, linh hồn của lão có thể tái tạo lại thân thể mới. Tiêu Viêm thì quyết định không để linh hồn của Thanh Hải chạy thoát. Tiêu Viêm nhận thấy sự quan tâm đặc biệt của Huân Nhi khi mà nàng dùng kim sắc hỏa diễm để phát hiện ra và thu thập linh hồn của Thanh Hải.
Sau khi Huân Nhi phong ấn linh hồn Thanh Hải thành một quang đoàn nhỏ, Tiêu Viêm cất giữ nó ở trong một bình ngọc. Tiêu Viêm cảm thấy ấn tượng với khả năng của Huân Nhi, điều mà chính anh không thể làm được. Huân Nhi đã rời khỏi cổ giới cùng với hai bạch y lão giả để đến Trung Châu giúp Tiêu Viêm. Bất chấp sự tranh luận trong tộc, sự quan tâm và tình cảm của Huân Nhi dành cho Tiêu Viêm khiến những người xung quanh cảm thấy vui mừng, thế nhưng cũng lo lắng vì những trở ngại mà họ có thể đối mặt với cổ tộc. Nhìn thấy trên gương mặt Huân Nhi đỏ ửng, Tiêu Viêm cũng nở một nụ cười, thế nhưng trong lòng rất là cảm động. Mặc dù nói mình cùng với Huân Nhi cách xa nhau vạn dặm, thế nhưng nàng lại luôn quan tâm để ý đến mình. Phần nhân tình này làm sao có thể không nói là không sâu cho được. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm cảm thấy có phần may mắn lẫn tự hào. Tính tình của Huân Nhi lãnh đạm như vậy có lẽ là do huyết mạch. Sự việc bình thường rất là khó có thể làm cho tâm tình của nàng dao động, thậm chí là chuyện nam nữ cũng khó có thể ảnh hưởng. Có điều may mà nữ thần tương lai còn chưa tu luyện thành chính quả đã bị Tiêu Viêm để lại dấu ấn khó phai mờ. Mà dấu ấn này làm cho Tiêu Viêm thành công đem vị nữ thần hoàn mỹ được vô số người thèm nhỏ dãi này ôm vào trong lòng. Nếu là lúc trước khi hắn còn bé chưa xảy ra nhiều chuyện, cứ dựa theo chiều hướng phát triển bình thường, chỉ sợ rằng Huân Nhi và Tiêu Viêm cũng không thể gặp nhau. Mà theo sự trưởng thành của Huân Nhi, sợ là cũng sẽ không có ai đủ khả năng tiến vào trong lòng của nữ thần này. Thế nhưng mọi sự cũng không đúng như vậy. Hiện giờ trong lòng của Huân Nhi đã tồn tại bóng hình của Tiêu Viêm. Khi mà gặp mọi chuyện với hắn cùng với những người liên quan đến hắn, tầng lãnh đạm của nàng sẽ tự động bóc ra. Đây cũng chính là chuyện mà hai người bạch y lão giả cảm thán nhất. Tiêu Viêm cảm thấy hơi choáng váng do hậu quả của việc thi triển thiên hỏa tam huyền biến. Khi mà anh nhìn về phía Tiểu Y Tiên, anh giới thiệu nàng với Huân Nhi và ngược lại, cả Tiểu Y Tiên và Huân Nhi đều mỉm cười, tiến lên và nhẹ nhàng nắm tay nhau. Tuy nhiên, Tiêu Viêm nhanh chóng nhận thấy khí lưu màu xám và kim sắc hỏa diễm từ hai nàng bắt đầu lượn lờ quanh tay họ. Đây là lần đầu gặp gỡ giữa hai cô gái ưu tú và họ đang ngấm ngầm đánh giá lẫn nhau ngay trước mặt Tiêu Viêm. Khi mà luồng khí xám và ngọn lửa vàng kim từ tay của Tiểu Y Tiên và Huân Nhi chạm vào nhau, không có tiếng động lớn mà chỉ có chấn động tinh tế. Hai lão giả áo đen kinh ngạc trước sức mạnh của Tiểu Y Tiên. Tiêu Viêm lo lắng tách hai người ra, thế nhưng họ đã thu tay lại và tỏ ra thân thiện. Huân Nhi cảm ơn Tiểu Y Tiên đã giúp đỡ Tiêu Viêm, còn Tiểu Y Tiên cũng khen ngợi Huân Nhi. Tiêu Viêm thì cảm thấy không ổn, nhận ra sự cạnh tranh ngầm giữa họ. Anh nhắc mọi người nghỉ ngơi và cả nhóm di chuyển vào Diệp gia. Tại đây, Diệp Trọng và Hân Lam chào đón họ. Tiêu Viêm giới thiệu Huân Nhi với Hân Lam và yêu cầu Diệp Trọng sắp xếp chỗ nói chuyện. Diệp Trọng dẫn Tiêu Viêm và đoàn người vào phòng nghị sự, sau đó thì rời đi. Tiêu Viêm ngồi xuống và cảm nhận sự đau đớn từ di chứng của thiên hỏa tam huyền biến. Huân Nhi hỏi Tiêu Viêm về kế hoạch tiếp theo. Huân Nhi nói muốn cứu Sực lão đang bị giam giữ ở trong hồn điện. Huân Nhi và hai lão giả áo đen cảnh báo Tiêu Viêm về nguy hiểm của hồn điện và khuyên anh nên cẩn thận, lên kế hoạch kỹ càng. Huân Nhi nhấn mạnh rằng hồn điện sẽ đề phòng và có thể di chuyển Sực lão. Tiêu Viêm hiểu rằng cần phải chuẩn bị kỹ càng và tăng cường thực lực trước khi mà thực hiện cứu hộ. Anh quyết định tạm thời không tìm hồn điện và tham gia đàn hội của đàn tháp để giành lấy tam thiên diễn viên hỏa nhằm tăng cường sức mạnh. Tiêu Viêm cũng có ý định sử dụng Thanh Hải để tìm thêm thông tin về phụ thân của mình. Vậy là nội dung của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thì nói ra sao? Nếu như mà thì hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, và nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.